sau khi băm lần thứ hai của chúng ta. Với độ nhỏ này thì các bạn có thể cho gà và vịt ăn. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy thái băm đa năng Takeo DK15 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.